1 giờ sáng, chợ hoa đêm trên đường Lê Đức Thọ, Hà Nội đã tấp nập xe thổ hoa, tiếng xe máy ầm ầm, cả tiếng quát tháo, hò hét dẹp đường đầy vội vã. Trong ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn cao áp, những bông hoa còn e ấp như chưa muốn thức giấc. Nào đồng tiền, hồng, loa kèn, lay ơn, cúc, đủ màu sắc sặc sỡ, được bó gọn thành những bó to, cao chất ngất. Đây là chợ hoa đêm lớn thứ hai sau chợ hoa Quảng Bá. Hoa ở đây chủ yếu được bán buôn và cũng là nơi tập kết hoa từ các tỉnh về Hà Nội. Những người bán hoa là dân làng hoa Tây Tịu và Mê Linh. Mờ sáng, họ đã thức dậy ra ruộng cắt hoa. Những bông hoa còn tươi nguyên, đọng sương đêm được bó thành từng trăm bông một. Vì là bán buôn nên hoa được chất thành đống. Người mua cần loại nào, màu gì thì cứ thế mà nhặt. Do ánh sáng ở chợ đêm rất yếu nên người đi mua hoa ai cũng phải mang theo đèn pin để chọn hoa. Không khí chợ đêm náo nhiệt nhất là vào tầm 3 giờ sáng. Lúc này hoa ở các nơi đổ về rất nhiều. Người mua, kẻ bán tấp nập. Những người đi mua hoa sớm đã chất hàng lên xe để chở vào thành phố bán cho những cửa hàng hoa. Còn những người bán rong mua số lượng ít nhưng lại chọn hoa rất kỹ. Giá hoa khá rẻ, tính ra chỉ bằng 1/5 giá ở các cửa hàng hoa trong phố. Cả bó hoa cúc 100 bông giá chỉ có 70.000 đồng. Hoa hồng cũng chỉ 500 đồng một bông. Rồi thì hoa lan 5.000 đồng một cành, hoa ly 10.000 đồng. Chả thế mà nhiều người chịu khó dậy sớm ra chợ đêm chỉ để mua bó hoa về nhà cắm chơi. Giờ sáng, chợ đã vãn, những xe hoa nối đuôi nhau rời khỏi chợ. Từ đây, những bông hoa sặc sỡ sẽ theo chân những người bán rong len lỏi vào từng ngõ ngách, góp phần tô điểm thêm cho cuộc sống náo nhiệt của thành phố.